hơn. Mày là thằng nào? Dương Mỹ Đức đúng không? Tao thích mày. Mày thích Dương Mỹ Đức đúng không? Tao thích mày. Rồi. Giờ mày mày có đại dâm không? Tao có đại dâm. Mày có đại dâm à? Ừ. Mày có đi không biết không? Tao hỏi lại câu cuối là mày có đại dâm không? Tao có đại dâm. Có đại dâm. Thế mày thì bây giờ mày có đang mặc áo lót không? Tao không biết. Mày không biết mày không mặc áo lót hay không à? Ừ. Hả? Ừ. Thế à? Bây giờ mày có muốn chích không? Tao không biết. Muốn không? Tao không muốn. Ở lớp tao không muốn à? Bây giờ sạc. Tăng lớp mày là mày muốn. Tao muốn. Muốn sạc đúng không? Ừ. Ừ thôi. Còn lại anh em tốt vậy. Đi đi về đi. Về làm gì? Về sạc. Tao là nó đang đáy dâm hưởng. Về về sạc à? Về về đi. Về về để sạc đúng không? Ừ. Bây giờ về sạc à? Ừ. Mày sạc ai? Tao không muốn biết. Sạc Dương Mỹ Đức nha.